chào các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow Beauty. Và trong livestream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một sản phẩm lông mày và môi được thực hiện bởi chuyên gia tại DK Eyebrow Beauty 61 Nguyễn Công Trứ nhé. Và vị khách hàng của chúng ta tên là chị Khánh Huyền. Thì môi của chị ấy là đã bong được 3 ngày rồi ạ. Thì như mọi người có thể quan sát nhé, màu môi rất là trong này và mịn. Chuyên gia tại DK đi rất là tỉ mỉ và cẩn thận, cho nên là mọi người có thể quan sát là màu môi rất là đều nhá. Và trong thời gian là 2 tháng nữa thì màu môi sẽ lại tiếp tục đẩy lên và sẽ còn tươi hơn ạ. Chị Huyền ơi, chị cho em hỏi thăm cảm nhận của chị khi mà mình sử dụng dịch vụ phun môi tại DK Eyebrow Beauty như nào ạ? Thực sự là em thấy rất là ưng. Và cũng sau khi làm xong thì mình cảm thấy không đau đớn một chút nào cả. Trước khi đến thì em cũng hơi lo bởi vì da môi của mình mỏng. Và thứ hai nữa là mình chưa làm bao giờ, rất là sợ đau. Đấy, nhưng mà sau khi làm xong thì rất là ưng. Vâng ạ, môi tuyệt vời luôn. Vâng. Màu à, môi thì chưa làm bao giờ, nhưng đối với lông mày của chị Huyền thì chị đã từng phun xăm ở cơ sở khác rồi. Và khi mà làm môi tại DK thì chị quyết định đăng ký thêm sử dụng dịch vụ điêu khắc lông mày nữa. Thì không biết là cảm nhận của chị như thế nào khi sử dụng công nghệ xóa laser Ultrex tại DK? Rất là yêu chị cún. Dạ. Lông mày đấy rất là đẹp. Và thứ hai nữa là khi mà hút ấy, thì không còn thấy cái mực chỗ đỏ cái hồi mà mình phun nữa. Nên là rất là ưng. Vâng, không biết nói gì hơn là rất là ưng. Ưng cả môi cả mày luôn. Dạ vâng ạ. Nên mọi người có thể quan sát nhá, là lông mày của chị ấy thì chỉ cần hút một lần thôi ạ là cái nền đã rất là sạch rồi. Và Maston Hoa Minh Vương ngày hôm nay đã thực hiện điêu khắc lông mày cho chị ấy. Mọi người có thể nhìn lại các sợi lông rất là mềm mại này hơn nữa. Và chúng ta có thể quan sát là lông mày thật của chị thì rất là ít, gần như là không có, chỉ có một chút xíu ở đây thôi. Đầu và đuôi hoàn toàn là khuyết này, và đã được chuyên gia khắc toàn bộ. Mọi người nhìn nhá, đều là những sợi khắc ạ. Thế chị cho em hỏi thăm là trong lúc khắc thì mình có cảm thấy đau không hả chị? Không đau một chút nào cả. Vâng ạ. Nó khác hẳn với cả khi mà phun ấy. Vâng ạ. Phun đợt trước em phun thì em thấy rất là đau. Thời gian cũng tiết kiệm hơn, nhanh hơn đúng không chị? Đau mà mình cảm thấy là kiểu rất là không thể mà thở nổi. Vâng ạ. Làm cái điều khắc này thì rất là nhẹ nhàng, không có một chút cảm giác gì. Vâng ạ, chị lưu ý giúp em là về nhà mình có thể ăn uống thoải mái, không cần kiêng gì nhá. Okay. Tuy nhiên là mình chỉ nên dùng khăn mặt lau mặt, tránh té nước lên vùng lông mày chị nhá. Okay. Và đấy, với tất cả các những dịch vụ phun xăm khác tại DK thì khách hàng cũng không cần ăn kiêng gì hết. Trứng, rau, muống, thịt bò, sơ nếp thì đều có thể ăn được bình thường ạ. Và đối với môi thì chúng ta chỉ cần lưu ý là vệ sinh môi sạch sau khi ăn. Còn mày mí thì sẽ tránh nước lên vùng lông mày và mí nhá mọi người nhá. Và nếu như mà ai cũng muốn sở hữu một cặp lông mày đẹp, tự nhiên hay là một màu môi rất là tươi tắn như là chị Huyền thì mọi người có thể đăng ký sử dụng dịch vụ tại DK qua số điện thoại hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn thêm và đặt lịch trước nha mọi người nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của DK nhé.